Hi xin chào tất cả các bạn Nhật Ngô Hoa Sen đã quay trở lại đây Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp KN4 Và trước khi vào mẫu ngữ pháp mới Chúng ta cùng nhau xem qua Một bức ảnh ha các bạn ha Hãy, Kono Eometri Rasai Rồi, Ano hito wa kino ba de Kakuteru o hay, thì hôm nay chúng ta sẽ học cái mẫu câu là trích dẫn lại cái lời nói của người khác ha các bạn ha thì hôm qua cái người này đã đi vậy đã đi quán bar và uống cái các cứ thế được là gì các bạn cocktail đúng không các bạn thì hôm qua cái người này đã đi tới quán bar và uống cocktail và đã nói với bạn của mình là ừ, là cái món cocktail ở trong quán bar rất ngon đúng không các bạn ôi à, xì rất ngon đúng không các bạn rồi thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu hôm nay là ano hito wa ba no kakuteru wa oishito itemasta. là cái người kia đã nói rằng cái món uh, cocktail ở trong quán bar ngon đúng không các bạn đã nói rằng là cái món cocktail ở trong quán bar ngon các bạn ha ano hito wa ba no kakuteru wa oishito itemasta. rồi để tìm hiểu rõ hơn cái mẫu cấu chút tốt itemasta này thì chúng ta cùng nhau đi qua tìm hiểu phần cấu trúc của nó thì cái mẫu của chúng tôi tô temasta này thì chúng ta sẽ cộng với futsuke và ý nghĩa của nó là gì các bạn đúng rồi là được và đã nói rằng là ví dụ như nãy mình có câu ví dụ là anoito wa ba no kakuteru wa oishito itemasta là cái người kia đã nói rằng là cái món cocktail ở trong quán ba ngon đúng không các bạn Thôi, cái cách dùng của nó là gì các bạn Thôi, chợ từ tốt đi trong cái mẫu câu tối Master này là dùng để làm gì các bạn trích dẫn cái lời nói của người khác hai các bạn ha Thôi, tiếp theo cái mẫu cấu trúc tới tê mắt này là dùng để là gì các bạn truyền đạt lời lời nói của người khác một cho người thứ ba khác với một người thứ ba các bạn ha có thể giữ nguyên nội dung hoặc là gì chỉ truyền đạt lại ý chính ha các bạn ha rồi các bạn nhớ lưu ý giùm mình cái cách dùng này rồi tiếp theo chúng ta sẽ có những cái dạng đi với Tới tê mắt ở cái cấu trúc này là gì các bạn trích dẫn trực tiếp là để nguyên cái câu như vậy ha các bạn ha rồi và mình sẽ có thêm một cái dạng nữa là trích dẫn gián tiếp là chuyển nội dung câu văn sáng dạng nguyên thể idiscus các bạn nhớ lưu ý cho mình cách dùng này thôi hãy cô nội meter là sai mình cùng nhau đi qua cái phần ví dụ ha các bạn ha ấy thôi các bạn nhìn vào đây là đây là gì các bạn đây là chương trình dự báo thời tiết đúng không các bạn thì dự báo theo theo như dự báo thời tiết đã nói rằng là gì các bạn astawa ừ. hare mas hare mas là gì các bạn nắng đúng không các bạn thì theo như dự báo thời tiết đã nói rằng là ngày mai trời nắng thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Harimas thì chúng ta sẽ chuyển thành hare -ru". thì chúng ta sẽ mẫu câu là so desu ne. Tenki yo ho de wa hareru to Hai, Hai, -te rất đơn giản không các bạn? Hai, của nó, renshu các bạn nhìn vào đây ha ừ. thì đây là mình và mình đã bị bác sĩ mình đã uh, bị bác sĩ nói rằng là gì không được uống rượu bia đúng không các bạn vì mình là sao ừ. vì mình cái tình trạng bệnh của mình đang không tốt đúng không các bạn mình vào bệnh viện nên là bác tôi, tôi đã bị bác sĩ nói rằng là ừ. Um, không được uống rượu bia ha các bạn ha thì chúng ta sẽ có mẫu câu là isa wa osa isa ni ha các bạn ha isa ni wa no muna to iwaremasta tôi đã bị bác sĩ nói là không được uống rượu bia ha các bạn ha isani osake wa no muna to iwaremasta nomuna là một cái cấu trúc của một cái dạng cấu trúc đó là gì các bạn cấm và không làm được cấm không không được làm gì ha các bạn ha isani osake wa no muna to thì cái tôi wa này là một cái dạng khác của to ite master các bạn ha và để hiểu rõ hơn cái cấu trúc to iwari master này thì chúng ta cùng nhau đi qua tìm hiểu cái phần cấu trúc của nó thôi cái cấu trúc của nó cũng giống tương tự với to ite master thì chúng ta sẽ cộng với futsuke và ý nghĩa của nó là gì các bạn được và bị nói rằng là ví dụ như này mình có cái ví dụ là tôi bị bác sĩ nói là không được uống rượu bia isani osake wa nomuna to iwaremasta rất là đơn giản ha các bạn ha rồi cách dùng của nó cũng giống như tương tự với to itemasta thì trợ từ tối trong đây cũng dùng để trích dẫn lời nói của người khác và là gì cách dẫn là một cái cách nói trích dẫn khác với to itemasta và sử dụng từ imas thì chúng ta sẽ chuyển sang thể bị động của nó là iwaremasta hoặc là iwaremas ideska hay Thôi, cô nó eo mi là sai. Thôi mình đi qua cái phần ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn các bạn ha. Thôi, các bạn nhìn thấy đây là một cái người phụ nữ mang thai và sao bác các bạn? Thôi, cái người bác sĩ, cái người phụ nữ mang thai này ừ, đã bị cái người bác sĩ nói như thế nào các bạn? Đã bị bác sĩ nói là gì? Thuốc đã bị bác sĩ nói là không được hút thuốc ha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Đúng rồi. Isani tabako o suna to iwaremashita tôi đã bị bác sĩ nói là không được hút thuốc isa bao tabako o suna to iwaremashita rất là đơn giản ha các bạn ha ấy rồi sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cách nói trích dẫn ha các bạn ha đầu tiên mình sẽ có cái hai cách ha các bạn ha và đầu tiên cái cách nói trích dẫn đầu tiên là trích dẫn trực tiếp có nghĩa là mình đưa lại nguyên trích dẫn nguyên cái nội dung chính của người nói lại ha các bạn ha rồi chúng ta sẽ có một câu là 医者はタバコは体に良くないと言っていました. Wa wa Bác sĩ đã nói rằng là thuốc không có tốt cho cơ thể ha các bạn ha. Bác sĩ đã nói rằng là thuốc không có tốt cho cơ thể. Idiska. Rồi, chúng ta sẽ đi với tiếp với mức dạng có chút hồi nãy mình vừa mới học là to iwaremasta. Thì chúng ta sẽ có một câu là isa ni tabako wa karada ni yokunai to iwaremasta. Thì tôi đã bị tôi đã bị bác sĩ nói rằng là thuốc sao các bạn thuốc không có tốt cho cơ thể y rất là đơn giản ha các bạn ha mình trích dẫn trực tiếp nguyên cái nội dung của cái nội dung chính của câu luôn các bạn ha và mình đưa vào ha các bạn ha đây là một cách nói trích dẫn trực tiếp thôi chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua cái cách dẫn à, cách nói trích dẫn thứ hai là cách nói trích dẫn gián tiếp thôi chúng ta sẽ có một câu gì nào Isawa de ofuro ni hai na to itemasta. Bác sĩ đã nói rằng là vì bị bệnh nên không được vào bồn tắm ha, các bạn ha. Isawa bioki de hai ni Tôi no to itemasta. Thì đây là một cái cách nói chích dựng gián tiếp ha các bạn ha. Thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cũng câu này nhưng mà chúng ta sẽ đi sang dạng to iware master ha các bạn ha. Cũng là cách nói chích dựng gián tiếp thì chúng ta sẽ không có một mẫu câu gì nào? Đúng rồi. Isa bio bioki de お風呂に入るなと言われました. Ý tôi đã bị bác sĩ nói rằng là gì? Vì bệnh nên không được vào bồn tắm các bạn ha. Isha ni de o ni hairu na to iwaremashita. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi mình sẽ có hai cái nói trích dẫn là gì? Trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp và các bạn hãy nhớ lưu ý những cái câu ví dụ mình đã chỉ cho các bạn ở trên đây ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và để củng cố những cái mẫu cấu trúc mình vừa À, giới thiệu dành cho các bạn thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của nhật ngữ hoa sen mata kondo